Thoại xong rồi các bạn ơi, quái vật bồn cầu Skibidi nó xâm chiếm cả cái thành phố trong Roblox của bọn Thắng rồi. Bây giờ cả cái thành phố này đi đâu cũng thấy mấy con quái vật bồn cầu đấy. Ngay cả bác bảo vệ cũng bị biến thành bác bảo vệ bồn cầu. Và cả cảnh sát cũng bị biến thành cảnh sát bồn cầu. Quả này là toang rồi, bây giờ không còn ai mà bảo vệ cái thành phố này nữa. Đặc biệt là ở cái thành phố này có rất là nhiều những cái con quái vật bồn cầu khác nhau. Bởi vì là cái con quái vật bồn cầu nó cắn vào ai thì người đó sẽ biến thành quái vật bồn cầu giống như nó. Ví dụ cắn vào con nhện thì con nhện cũng bị biến thành quái vật bồn cầu. Nhưng mà các bạn đừng có lo, nhiều quái vật bồn cầu đến đâu thì đã có những anh Caramel bảo vệ chúng ta rồi. Nhưng mà có các bạn nào biết thì các bạn nhớ comment để cho ta biết là sẽ là anh Caramel làm thế nào để tiêu diệt những cái tên quái vật bồn cầu đấy không. Nếu như bây giờ anh Caramel chiến đấu với quái vật bồn cầu thì không biết bên nào sẽ chiến thắng nhở. Wow các bạn ơi, đây này, đây chính là cái thành phố mà bị bọn quái vật bồn cầu nó xâm chiếm rồi. Bây giờ cả cái thành phố này nhìn màu y như là một bồn cầu của bọn nó vậy. Đây này, đây này, đây này, ở bên dưới này mới nhiều quái vật bồn cầu đó. Các bạn nhìn thấy chưa, đây là một tên quái vật bồn cầu, nó đang nhảy múa nhảy múa nhảy múa. Nó định đuổi mình bắt mình á. Còn lâu nha, cái nhiệm vụ của nó chỉ đứng ở đây để bắt mấy cái bạn mà chui từ trong nhà này ra rồi. Đợi mấy cái bạn này ra ra này. Đúng rồi, khôn đấy, nhảy từ bên này sang thì nó không bắt được đâu, bởi vì là nó đang ở bên kia rồi. Ê, đây nè, đây nè, tôi ở đây nè, bắt tôi đi. Ờ bây giờ nó không muốn à, lúc mà nó muốn là cái đầu của nó sẽ ngóc bên này, ngóc bên đó. Đó, thấy chưa, quả thấy chưa, đấy này, nó đang múa nè. Đấy, lần đầu tiên. Uôi, mấy bạn ơi nhìn đây nè, đây là quái vật bồn cầu màu tím, hình như nó là một cái bà già hay là một cái ông già, à không phải đâu, làm cái tên trẻ trâu. Nó đang nghe nhạc, nó vừa nghe vừa nhảy, vừa nhảy vừa nghe. Neo, bắt mình đi. Cái bồn cầu nó chạy chậm như là liềm xăm bắt được mình. Wow, đây các bạn ơi, ở trên này có một cái bồn cầu, hình như là trong cái tòa nhà này người ta bán bồn cầu hay sao nhở. Không phải đâu, không phải cái bồn cầu để mình mở ra xong mình được tặng skin à? Không phải. Đúng là trong cái nhà này người ta chỉ bán cái bồn cầu rồi. Nhưng mà khi mà vào trong cái nhà này thì có thấy cái bồn cầu đâu. À đây, từ các bạn ơi. Wow, hình như là có một cái cánh cửa bí mật nó ở bên này hay sao nhở. Mình ấn thì cũng không có cái chuyện gì nó xảy ra. Đây. Ở trên này là có cái gì đây? Wow, có một chiếc bồn cầu băng vàng. Khi mà Thắng mở cái bồn cầu băng vàng này là Thắng sẽ được tặng luôn một chiếc skin bồn cầu này các bạn ơi. Nhìn đây nè, wow, được tặng luôn skin bồn cầu tên trẻ trâu, đội mũ len. Thời tiết 450 độ C rồi còn đội mũ len. Đâu nhở, nó ở đâu nhở? Đây nè, các bạn nhìn thấy chưa? Có rất là nhiều loại bồn cầu nhưng mà mình chưa mở khóa được thôi. Cái tên bồn cầu mà đội mũ len xong bắt đầu nghe nhạc mình vừa mở được nó ở đâu ta? À đây. Cái bồn cầu này nó lại giống cái màu xanh nhà này. Thảo nào nó ở trong này là đúng rồi, đi ra ngoài xem nào. Wow. Bồn cầu gì mà cứ lắc lư. Đầu của nó thì đội mũ len nha. Xong bắt đầu tay là đang đeo tai nghe, đang nhảy. Nếu mà chúng ta đi vệ sinh mà chúng ta không nhìn nó thì nó sẽ đớp chúng ta như thế này. Wow, thấy chưa? Đớp. Được rồi. Bây giờ là ta sẽ đi tìm một cái bồn cầu khác để mà khóa một cái skin khác. À kia. Đầu kia có một cái bồn cầu màu vàng nhưng mà người ta tặng phổ địa. Cái tên này lắc lư làm cái gì? Đây rồi các bạn ơi. Bên này là có một cái bồn cầu nhưng mà cái bồn cầu này là bồn cầu phổ địa. Wow. Cái bồn cầu này giống cái tên bồn cầu ở ngoài kia. Đây nè các bạn ơi. Biến luôn nào, ra đây bạn ơi, ra đây sẽ lại lắc hơn nào. Nào bây giờ mình có thể lắc phải lắc trái, lắc phải lắc trái, nhảy còn đẹp hơn cái tên bồn cầu gốc này nhá. Ăn thịt xem nào. Wow, ăn thịt kiểu như là gõ búa đó. Nhưng mà cái tên bồn cầu này nó có thể tiêu diệt được mình các bạn nhìn này, nó bắt mình đó, thấy chưa. Mình chỉ có thể giả danh làm quái vật bồn cầu được thôi chứ không thể làm mà biến hoàn toàn thành cái con quái vật bồn cầu lấy được. Thế nên là lúc nãy solo với con quái vật bồn cầu kia thì mình thua là cái chắc rồi. Ở đây là một cái đường hầm để đi đến toilet đúng không? Có một cái đường hầm ở bên dưới này. Rồi, nhảy xuống đây. Đi bên nào đây? Đi bên trái hay là bên phải đây? Thôi, mình sẽ đi bên này trước, tí nữa là mình sẽ quay lại kia. Nhưng mà đi đây là không còn đường để đi nữa rồi. Thế nên là mình sẽ đi thẳng ra đằng trước kia. Rẽ sang bên này. Wow. Ui, các bạn ơi, ở bên dưới này có một con quái vật bồn cầu. Nó đã ăn con nhện, thế nên bây giờ nó biến thành con quái vật bồn cầu nhện đi này. Chân của nó là mấy cái ống xả nước. Không biết là mình có thể đi qua được nó không. Chứ ở đầu kia là mình đã nhìn thấy một cái bồn cầu bằng vàng rồi. Chắc chắn là mở ra con quái vật bồn cầu nhẹ đây. Có ai không cứu tôi với? Nó bắt cứ bắt tôi nè. Bây giờ là thằng... Ê, nó biến mất rồi. Hay quá, nó biến mất rồi. À, khoan đã,
Không phải lỗi mình từ trong này ra cơ mà. Mình cứ tưởng là thêm cái con đường bí mật. Đây rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi sát vào bên kia thì thằng sẽ đi sát vào bên này. And wow, các bạn ơi, không phải mở ra được cái con quái vật bồn cầu nhện đâu, mà là mở ra được một anh cameraman. Cameraman rất là VIP luôn. Chắc là anh cameraman này là 5 sao này. Đây. Wow. Đúng rồi, bên này là cái căn phòng mới chứ không phải là lúc ấy thằng từ trên kia thằng rớt xuống đây. Mình cứ bị nhầm sang trong trọt. Nhưng mà mình phải mở khóa skin. Đây chính là anh cameraman nhưng mà không phải đâu các bạn ơi. Anh người loa thì có, bởi vì là ở trên đầu của anh này làm gì có camera đâu. Toàn là một cái loa này, hai cái loa, ba cái loa, bốn cái loa, năm cái loa, sáu cái loa luôn. Và tay của anh đấy cũng cầm một cái quả tên lửa bắn ra âm thanh luôn. Đây. Ở ngực của anh đấy cũng có cái volume này, vặn trái, vặn phải và hai cái loa con. Không biết là anh đấy đang hát cái bài gì mà loa trên đầu ấy đập tực đập mạnh thế nhở. Ủa đây này. Và đây mới là anh cameraman trắng kia. Nhưng mà khoan, từ từ các bạn ơi, để xem anh này tấn công như nào nào. Anh này sẽ trích ra âm thanh để tiêu diệt mấy cái con bồn cầu kia. Thôi được rồi, ở bên này vẫn còn một chiếc bồn cầu này. Mở cái bồn cầu luôn. Why? Đây là bồn cầu Skibidi ở trong Roblox. Đâu rồi, nó đậy. Đấy, thấy chưa? Nhìn cái khuôn mặt không biết của cái bạn nào trong Roblox bị quái vật bồn cầu ăn thịt lên là bị biến ra thành như thế này đây. Răng là rất là nhiều nhưng mà bị thua. Có một cái điều, đây là quái vật bồn cầu đẹp trai nhất mà từ trước giờ Thắng nhìn thấy đấy. Bạn nữ nào mà giải cứu được cái bạn quái vật bồn cầu này thì vào đây mà giải cứu nha. Chứ mình không giải cứu được cái bạn này đâu. Ở bên này vẫn còn cái cần gạt nữa này. Gạt cái cần gạt này lên. Wow, trong này lại có một cái con đường bí mật rồi. Và có thêm một cái cần gạt. Trời ơi, nhưng mà vướng mắt quá, mình không cả nhìn thấy nè. Rồi, đường nào nó vừa mở ra cho mình nhở? Bên này đúng không? Bên này không phải. Nó là bên này này. Đấy, sang một cái đường hầm bí mật rồi. Lại gạt cái cần gạt này xuống. Gạt cái cần gạt này xuống thì cái con đường bí mật đây nó sẽ mở ra đúng không? Đây các bạn ơi. Không phải các bạn ơi, đùa mình à. Gạt cái cần gạt này lên xem nào. Có cánh cửa nào nó đã mở ra cho mình nhở? Đây, cánh cửa này nó không mở ra. Bây giờ phải gạt lại lên nè. Rồi ok các bạn ơi. Lúc nãy là mình ở đây cơ mà. Hình như là có một cái cánh cửa này nó mở ra hay sao ấy. Đây. Tại vì là cái cánh cửa bên này nó cũng có cái đông đất. Mình cứ tưởng là cái cánh cửa của mình vào cơ. Bên này một cái bồn cầu bằng vàng luôn. Oh my god. Các bạn ơi, mình đã mở được ra quái vật bồn cầu nhận luôn. Nhưng mà từ từ, ở trong này là hơi bị hẹp đấy nha, nên là mình không thể biến hình được. Giờ là mình sẽ chui ra ngoài. Không biết là đi kịch đường chưa ta. Mấy cái cần gạt này đã mở hết rồi, chắc chắn là kịch đường hết rồi. Bây giờ là mình sẽ trở về nhà đây. Đây. Mình biến thành quái vật bồn cầu ở đây luôn. Quái vật bồn cầu lai con nhận. Mấy cái chân nhận của nó là mấy cái ống nước mà dẫn nước xuống, xong rồi ấn lút to cho nước nó trôi đi. Nhưng mà cái con quái vật bồn cầu này không biết là nó đang hát bài gì mà cái đầu của nó lắc lư mạnh quá. Vừa tôi không rơi mất đầu bạn ơi. Mà cũng lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái bồn cầu mà người ta lối nhiều ống nước như thế này đấy. Tận một cái ống, hai ống, ba ống, bốn, năm, sáu ống. Thế là thành luôn quả chân nhẹ. Bây giờ nó bước đi rất là hoành tay tráng luôn. Đầu. Cái con quái vật nhện cái đầu ra đây xem giống ta không ta. Wow, hai đại ca này giống y hệt nhau này. Chỉ khác là cái quả bồn cầu của nó là màu trắng, còn đâu cái quả bồn cầu của mình thì nó là màu xanh xanh mà thôi. Đây nha, các bạn phân biệt nha. Nếu mà các bạn gặp cái quả bồn cầu màu trắng trắng này, các bạn phải chạy đi, không là nó bắt đấy. Kể cả bây giờ mình solo với nó là mình cũng thua luôn. Các bạn nhìn đây. Nào, quánh luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Nó cắn mình xong bắt đầu nó hát một bài. Thế là mình thua nó luôn chỉ trong 2 giây mà thôi. Uầy, các bạn ơi nhìn nè. Ở bên trên cái lóc nhà mà đang xuất hiện đi, có một chiếc camera khổng lồ. Thảo nào mấy cái con quái vật bồn cầu nó không dám vào trong này là đúng rồi. Bởi vì là bọn nó sợ camera mà. Ở trên này là Thắng vừa nhìn thấy một chiếc bồn cầu vàng vàng. Đây. Nó cao tận trên kia thì làm sao mà mình nhảy lên được nhở? Cầu thang không có. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy vàng vàng, cục vàng vàng ở đây chưa? Chắc chắn lên Nhật nó làm mở ra anh cameraman rồi. Nhưng mà có điều bây giờ là mình sẽ đi đường nào đây? Cuối cùng sau một hồi đi dò đường thì cũng đã thấy cái đường lên rồi. Cầu thang này lên đây các bạn ơi nha. Nó ở đằng sau nhà bên dưới đây này. Chỉ cần đi lên cái quả đường này, xong rồi nhảy xuống là thấy cái cầu thang này thôi. Lên nào. Đây rồi. Anh cameraman.
Đã mở được cameraman rồi các bạn ơi, vui mừng quá đấy. Wow, đây mình là anh cameraman chính hiệu ngầu đen luôn. Cái quả máy quay này giống cái quả máy quay mà đi xem đá bóng người ta hay dùng ý. Quả máy quay trị giá 1 tỷ đồng luôn. Và bộ vest cực kỳ là đẹp trai. Ui, nhìn như kiểu là Slenderman. Ồ, Slenderman, cameraman. Ồ, có cái vân vân giống y nhau. Hay là mấy cái đại ca này là anh em họ hàng với nhau ta? Đây rồi, bây giờ đã sở hữu anh cameraman rồi. Không sợ ai, chiếu thẳng tia cameraman và cái bồn cầu kia để cho nó ngất đi. Nhưng mà đùa thôi, mình chỉ biến hình đấy thôi, chứ mình làm gì có sức mạnh của anh cameraman đâu.